Xin kính chào quý vị và các bạn. Chúng ta lại cùng gặp nhau trong thời lượng của kênh Thời sự TV. Công nghệ vũ khí bí mật sẽ giúp Trung Quốc vượt qua Mỹ. Một nhà phân tích cho rằng nếu đạt được sự thống trị trong bất kỳ lĩnh vực nào trong 3 lĩnh vực chiến lược, Trung Quốc sẽ có khả năng thay thế Mỹ trở thành bá chủ toàn cầu. Theo nguồn tin ngày 6 tháng 12, nhà phân tích địa chính trị Liam Gibson ở Đài Bắc cho rằng Trung Quốc hiện đang thử nghiệm những bản chất hoàn toàn khác biệt trong 3 lĩnh vực chiến lược, gồm vũ khí hạt nhân, chất bán dẫn và năng lượng. Những đột phá trong 3 lĩnh vực này sẽ phá vỡ thế vượt trội của Mỹ và thay đổi hoàn toàn cán cân quyền lực giữa nước này và Trung Quốc. Trong bài viết, ông Gibson cho rằng ở sa mạc Gobi, trong phần thuộc phía Bắc Trung Quốc, lò phản ứng hạt nhân sử dụng nhiên liệu thorium mới đầu tiên của thế giới trong nửa thế kỷ qua đang khởi động. Đơn vị Uranium-233 mà lò phản ứng này hướng tới sản xuất có thể giúp cho Trung Quốc nhanh chóng mở rộng kho vũ khí hạt nhân lên tầm mới. Uranium-233 là một đơn vị phân hạch của uranium được tạo ra từ thorium-232 như một phần của chu trình nhiên liệu thorium. Trung Quốc đang phát triển nghiên cứu thời chiến tranh lạnh mà đã được thực hiện bởi nhóm phụ trách dự án Manhattan, dự án nghiên cứu và phát triển bom nguyên tử đầu tiên trong Thế chiến II, tại phòng thí nghiệm quốc gia của Mỹ. Dù Mỹ sau đó bỏ uranium-233, ưu tiên sử dụng đồng vị uranium-235 tự nhiên, các tài liệu được giải mật từ năm 1996 cho thấy giới nghiên cứu thời đó đã đánh giá uranium-233 có nhiều chức năng vượt trội so với các nguyên liệu khác. Uranium-233 phát ra phóng xạ mạnh hơn những đồng vị khác, sản xuất lượng neutron trong phản ứng phân hạch nhiều hơn 15% so với uranium-235 hay plutonium-239. Điều này có thể làm cho Bắc Kinh không chỉ gia tăng số lượng vũ khí mà còn tăng sức công phá trên mỗi tên lửa, và với việc sở hữu kho dự trữ thorium lớn thứ hai thế giới, sự dư thừa về năng lượng hạt nhân có thể thúc đẩy phát triển các khí tài quý ước, trong đó có chiến hạm chạy bằng năng lượng hạt nhân và máy bay không người lái, ông Gibson viết. Cũng trong bài viết, ông Gibson nhận định sự tiến bộ trong vi mạch silicon sẽ đạt tới giới hạn vật lý của nó vào năm 2025, như đã được quy định theo định luật Moore. Điều này dường như là điều xấu đối với Trung Quốc, hiện vẫn còn đứng sau so với Đài Loan, Hàn Quốc và Mỹ trong lĩnh vực chất bán dẫn. Tuy nhiên, Trung Quốc đang chuẩn bị cho điều giới lãnh đạo nước này gọi là thời kỳ hậu định luật Moore, thời kỳ bình minh của loại chip dựa trên carbon. Trong một nghiên cứu gần đây, các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Bắc Kinh tuyên bố họ đã thử nghiệm các ống nano carbon nhanh hơn 3 lần và tiết kiệm năng lượng gấp 4 lần so với chip silicon. Bắc Kinh đã dành ưu tiên cao trong lĩnh vực nghiên cứu này. Do lệnh cấm nhập khẩu của Mỹ, Trung Quốc đang thiếu các máy quang khắc tạo ra các con chip tiên tiến. Tuy nhiên, dự án đặc biệt 02 do nhà nước Trung Quốc chỉ đạo để phát triển chuỗi cung cấp máy quang khắc nội địa đang có tiến triển. Nếu những máy quang khắc này được thiết kế để tạo ra những con chip dựa trên carbon, cải tiến kép như thế, có thể tạo nên nền tảng công nghệ cho một hệ sinh thái hoàn toàn mới mà sẽ thuộc về Trung Quốc. Các nhà sản xuất chip của nước này có thể vượt qua những công ty dẫn đầu lĩnh vực chất bán dẫn hiện nay và Trung Quốc sẽ thống trị phần cứng công nghệ thông tin và truyền thông chiến lược trong tương lai, ông Gibson viết. Nếu đạt được sự thống trị đối với bất kỳ lĩnh vực nào trong 3 lĩnh vực nói trên, Trung Quốc sẽ có khả năng thay thế Mỹ trở thành bá chủ toàn cầu. Nhà phân tích Gibson cho rằng có hai cách chính để Mỹ có thể làm ngăn chặn khả năng đó diễn ra. Thứ nhất, các cơ quan tình báo Mỹ phải theo dõi tốt hơn các nghiên cứu của Trung Quốc, vạch ra những con đường tiềm năng có thể đạt bước tiến nhanh hơn và hành động để cản trở các đột phá về công nghệ. Thứ hai là Mỹ phải tận dụng lợi thế dẫn đầu hiện có và thực hiện các cuộc thử nghiệm trái với quy ước, vượt xa những gì Trung Quốc đang làm. Ông Gibson cho rằng, tuy đã có nhiều nghị sĩ Mỹ kêu gọi chính phủ nước này sử dụng nguồn dự trữ uranium-233 còn lại, nhưng chưa đủ. Việc sử dụng những cải tiến từ quá khứ có thể khiến Washington mất thời gian. Nhưng nếu những hành động đối phó đã bị trì hoãn là tất cả những gì họ có thể tập hợp để chống lại bước nhảy vọt về nhiều mặt của Bắc Kinh. Kết quả của cuộc cạnh tranh quyền lực lớn này là cái kết có thể thấy trước được, ông Gibson kết luận trong bài viết.